Hello, my name is Teacher Francis and this is my TA Katie. Today we would like to talk to you about Mouse's progress during the Kids 5 course. Mouse has been putting in a lot of hard work during this course. Even though sometimes he needs a little bit of assistance, he's very eager to learn and improve his speaking skills. His reading and writing has improved quite a lot too. And his vocabulary is broadened, which allows him to construct sentences better. I am really and truly very proud of Mouse and the progress in this course. Trong thời gian vừa qua, cô nhận thấy rằng bạn Mouse có nỗ lực rất là lớn trong học tập. Mặc dù thỉnh thoảng thì bạn còn nhiều sự trợ giúp trong quá trình học, nhưng mà Mouse thật sự đã rất cố gắng và cải thiện được kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình. Về kỹ năng đọc và kỹ năng viết thì bạn đã tiến bộ hơn rất là nhiều. Mouse có đủ vốn từ vựng để có thể nói và tạo thành một câu hoàn chỉnh, và cô thật sự rất là tự hào về